Vừa qua, Cục Điều tiết Điện lực đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Trong 10 năm qua, Cục Điều tiết Điện lực đã hoàn thành cơ bản công tác xây dựng khung pháp lý cho hoạt động điện lực và sử dụng điện, thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực, kịp thời ban hành các cơ chế chính sách mới nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Cục cũng chủ trì xây dựng nhiều đề án quan trọng như là tái cấu trúc ngành điện phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh, thiết kế tổng thể thị trường phát điện cạnh tranh. Đặc biệt, trong 10 năm qua, Cục Điều tiết Điện lực đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác quy hoạch điện lực, giám sát cân bằng cung cầu điện năng như chủ trì thẩm định, trình phê duyệt và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong toàn quốc theo nhiều giai đoạn tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, dự án tiết kiệm năng lượng thương mại thí điểm.